Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Các bạn thân mến, vào ngày rằm tháng riêng, hai con giáp dưới đây sẽ bất ngờ đổi vận. Nếu trước đây bạn từng buồn bã vì gặp phải những điều kém may mắn, thì vào ngày hôm nay, cuộc sống của bạn sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới. Dông bão qua đi, trời quang mây tạnh, các bạn thuộc những con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, mua hàng có khả năng cao, được bốc thăm trúng thưởng, được thần may mắn gọi tên, đi làm dễ được cấp trên trọng dụng, khen thưởng, đề bạt. Trong các mối quan hệ với người khác giới, dễ dàng tìm được ý chung nhân, và đó là các con giáp. Tuổi Dần. Theo tử vi 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công dưới sự thúc đẩy của tam hợp. Dù có gặp phải khó khăn đi nữa, xung quanh bạn cũng chẳng thiếu người chủ động vươn tay giúp đỡ. Công việc của người tuổi Dần có những điểm sáng rõ rệt trong ngày này. Bạn dần đạt được những mục tiêu đã đặt ra, thậm chí có người tìm ra định hướng mới phù hợp với mình. Người làm công ăn lương, khi được phân công phụ trách những nhiệm vụ khó, bạn đừng vội từ chối. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và mạnh dạn thử sức. Có thể bạn sẽ phát hiện ra điểm mạnh mới của mình và tìm ra hướng phát triển mới mẻ trong tương lai. Với những người tham gia thi cử, bạn hứa hẹn gặt hái được thành quả tích cực. Cốt là bạn chịu chăm chỉ, bỏ công bỏ sức ra ôn luyện kỹ càng. Tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch cho rằng, trong ngày này sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Dần. Bệnh dạ dày, huyết áp có dấu hiệu không ổn định, cần chú ý hơn đến lối sống của mình, chú ý chế độ ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng, xã giao. Phương diện tình duyên ngày này cũng khá tốt đẹp, các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau. Vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi, thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Gia chủ luôn ý thức được rằng gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình nên luôn biết trân trọng và gìn giữ. Tiếp theo chúng ta cùng xét các tuổi Dần. Sinh năm Giáp Dần 1974 mệnh Thủy, sinh năm Bính Dần 1986 mệnh Hỏa, sinh năm tuổi Mậu Dần 1988 mệnh Thổ, sinh năm Canh Dần 1950-2010 mệnh Mộc, sinh năm Nhâm Dần 1962 mệnh Kim. Trong năm tuổi trên thì dựa theo đánh giá mối quan hệ tương quan giữa ngũ hành tuổi và thiên can địa chi thì ta dễ dàng nhận thấy tuổi Giáp Dần sẽ có khá nhiều thuận lợi bởi người tuổi Giáp Dần có nạp âm bản mệnh là Thủy, ngày Giáp Ngọ là Kim. Kim sinh Thủy, mối quan hệ tương sinh nghĩa là cùng sinh trưởng, thúc đẩy, hỗ trợ để cùng nhau phát triển. Vì vậy, vào ngày này, người tuổi Giáp Dần nên biết nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân và sự nghiệp của mình trong thời gian tới. Miễn là có cơ hội thì đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình. Vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn, ngay cả khi bạn không thể ra ngoài hay cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới, hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng, nắm bắt thời cơ nhanh chóng. Ngày này, những mối đầu tư sẽ nhanh chóng nhập lại với những khoản lãi lời khả quan. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính cũng tìm được những nhiệm vụ làm ăn giá hời. Tiếp theo là các gia chủ sinh năm Nhâm Dần 1962. Cục diện kim kim tương hòa báo hiệu một ngày bình ổn đối với con giáp, nhắc nhở bạn ở độ tuổi này đừng quá đặt nặng vấn đề kiếm tiền nữa, đã đến lúc bạn cần nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình và bản thân. Tử vi cho rằng tình hình sức khỏe trong thời gian này không được lạc quan cho lắm, vì tuổi tác đã khá nhiều, không nên làm những việc quá sức, dễ gây những tổn thương không đáng có cho cơ thể như căng thẳng thần kinh, đau mỏi xương khớp. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Các bạn sinh năm 2010 canh dần chú ý nhất trong ngày, cục diện kim mộc xung khắc có thể đem đến cho bạn một số rắc rối. Tuổi còn nhỏ, bạn nên tập trung vào việc học tập, ngày này cũng nên chú ý vấn đề đi lại, xe cộ, kẻo xảy ra tai nạn bạn nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào ngày này. Dưới sự phù trợ của tam hợp, bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thiên tài ban phúc,
người tuổi Tuất chẳng cần phải lo lắng chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Nhiều khoản đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó bỗng nhiên sinh lời khiến bạn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản cũng có cơ hội thu lời từ số vốn bỏ ra trước đó. Bạn cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Tuy nhiên, bạn mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Người làm buôn bán biết phát huy thế mạnh của mình nên nhanh chóng chiếm ưu thế trên thị trường. Bạn nhận được sự tin cậy của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Sự bận rộn đem lại cho bạn một khoản tiền rủng rỉnh. Ngày rằm tháng riêng, đường tình duyên hanh thông thuận lợi, nhiều thế mà những mâu thuẫn trong gia đình dần được hóa giải. Tình yêu sẽ thăng hoa sau những xung đột, bạn và người ấy dần hiểu và bao dung hơn cho nhau. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bạn đã biết bao dung và lắng nghe nhau nhiều hơn, vậy nên số lần tranh chấp, mâu thuẫn có dấu hiệu giảm hẳn. Bạn biết quý trọng gia đình mình và luôn biết cách cố gắng hết sức để gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Tiếc rằng tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 của tuổi Tuất âm lịch, tình hình sức khỏe của con giáp có dấu hiệu suy giảm đáng kể. Có thể công việc bận rộn, các mối quan hệ xã giao rộng rãi khiến bạn quên mất chuyện quan tâm đến cơ thể của chính mình. Sau đó, dù đang ở bất cứ lứa tuổi nào thì bạn cũng cần phải cẩn thận khi tham gia giao thông và khi bắt tay vào công việc, đặc biệt là các công việc tay chân. Tiếp theo, ta xét các tuổi Tuất. Sinh năm 1958, 2018, tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc. Sinh năm 1970, tuổi Canh Tuất, mệnh Kim. Sinh năm 1982, tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy. Sinh năm 1994, tuổi Giáp Tuất, mệnh Hỏa. Sinh năm 1946, 2006, tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ. Theo đó, trong năm tuổi trên, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 gặp nhiều may mắn nhất nhờ cục diện Kim Thủy tương sinh. Bạn nên nắm bắt cơ hội này để thực hiện những ấp ủ, kế hoạch của mình. Bạn rất thông minh, lại ngoại giao giỏi nên khá hút khách, lộc lá làm ăn đang về cực nhiều nên cứ từ từ mà hưởng thụ. Cuộc sống có phúc, quả là có phần. Đường tình duyên cũng vượng sắc không kém nhờ kim dưỡng thủy, đào hoa nở rộ nên các bạn độc thân dễ tìm được hạnh phúc cho mình. Bạn mệnh còn kết nối khá tốt với mọi người xung quanh, biết tạo thêm cơ hội cho bản thân mình. May mắn thứ hai là những người sinh năm 1970 canh tuất bởi cục diện kim kim tương hòa. Bạn sẽ có một ngày thuận lợi trong công việc nhanh chóng chinh phục được đích đến của mình đã đặt ra, chỉ cần bạn giữ vững quyết tâm, không sao nhãng khi làm việc mà thôi. Hôm nay còn là ngày thích hợp để người làm kinh tế đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với nhiều đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, hứa hẹn nguồn lợi nhuận lớn trong tương lai. Những người sinh năm 1958 Mậu Tuất sẽ chịu tác động tiêu cực nhất từ cục diện kim mộc xung khắc. Chỉ khuyên người tuổi Mậu Tuất rằng tuổi này của gia chủ, sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu nữa, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để gia chủ nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, cách bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích nhất. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 3 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!